cho các bạn cái lăng kiếm Slash Line các bạn. Cái lăng kiếm Slash Line này thứ nhất là nó rất xuất xứ từ rừng Thái Lan các bạn nha. Đây là cái mặt hoa của Slash Line này. Các bạn thấy cái Slash Line là cái cánh tối mà lưỡi sáng này các bạn. Cánh tối lưỡi sáng. Đây các bạn cho các bạn thấy cánh tối lưỡi sáng này. Đây là cái dòng Slash. Đây là các bạn thấy Slash này. Cánh tối mà lưỡi sáng. Nếu như cánh sáng mà lưỡi sáng là anh ba các bạn nha. Còn cánh sáng mà lưỡi tối là semi. Cánh tối mà lưỡi tối là móng nha các bạn. Đây các bạn thấy đây là những dòng slot này. Đây. Có cả slot nhân gian này nữa. Đối với cái dòng mà tiên vực để làm lễ hội thì nó có hai loại là splash ochre và splash hồng hỷ nữa. Đặc điểm của dòng lễ hội là cánh trắng các bạn nha. Đấy. Đối với dòng bicolor thì nó có mấy loại này. Minh Nguyệt nè, Hoàng Đế nè, Công Chúa Rồng nè. Đó, mình quay lại cái splash này. Cái đặc điểm của thằng Splash này là thân thủ của nó là loại tiên vũ lá to rủ to các bạn nha. Đây các bạn xem nè. Video này mình share trên mạng nè. Bạn thấy cũ to. Thằng lá nó cũ to và lá to đấy, cái dòng tiên vũ á. Đây là cái flashlight này các bạn. Các bạn thấy lá lưỡi sáng rồi cánh ám nha, cánh tối ám nha. Cái cành hoa này của nó cũng dài nha các bạn nha. Cành hoa của nó các bạn thấy cũng dài. Nhưng mà có đặc điểm đó là hoa nó là phân bố rời các bạn quan ha, từ cái hoa này đến hoa kia nó rời ra, nó rời xa ra, dòng này dòng của Thái Lan các bạn nha. Rồi, trở về lại cái chỗ cái đặc điểm của nó này. Đặc điểm thứ hai là nó là số 2 của dòng Splash sao Splash Hoàng Đế các bạn nha. Đây Splash Hoàng Đế này, đây là số 1 của Splash Thái Lan Việt Nam nha các bạn. Đây là Splash số 1 của Việt Nam này, vua của sử dụng Splash, tức là Splash Hoàng Đế nha các bạn. Các bạn thấy nha, cái cánh của nó này nó tối ám màu, bên chỗ Splash lại nó ám màu, nhưng bên này của thằng này có vệt ở giữa, nó là đó là cái dòng của bicolor các bạn nha. Bicolor tức là bi tức là hai đó. Tức là hai cánh hai màu gọi là bicolor các bạn. Nó có một cái sọc đỏ ở giữa gọi là bicolor các bạn nha. Thì các bạn thấy à, cái cánh của nó do cái sọc của nó ở giữa và cánh nó ám, trong khi cái lưỡi nó sáng, cho nên nó gọi là thuộc về dòng splat đó các bạn nha. Splat nhưng mà là không phải là tiên vũ giống như cái thằng splat line mà nó là bicolor các bạn nha. Đó, splat đây là splat hoàng đế các bạn. Cái đặc điểm thứ ba của nó là các bạn thấy là hoa của nó rất gần với splat thương gia Việt Nam các bạn nha. Đây hoa của splat thương gia Việt Nam. Mình có một cái cây splat thương gia quay video cho các bạn xem. Đó, splat thương gia của mình nè. Các bạn thấy thân thủ của nó cũng phi phàm ha, cũng to không thua gì Slash Line nha. Cái cần của nó của thằng Slash Nhân Gian này cũng dài các bạn nghe, không thua gì Slash Line hết á. Đó, các bạn thấy cần dài không, hoa nó rời ra cái cách nó cánh hoa, cái hoa nó cách xa nhau á, giống như Slash Line nha.
Các bạn thấy cái hoa của nó cũng gần 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 giống như Stellar Light, nó không được sáng bằng Stellar Light thôi. Nói tóm lại là các bạn thấy, nhắc lại các bạn thấy cái hoa của Splash nó sáng hơn đó là hoa của Splash Thiên Giang và Splash Hoàng Đế các bạn nha. Các bạn thấy Splash Hoàng Đế đây nè, số 1 của dòng Splash này, đây là số 2 của dòng Splash này. Splash Thiên Giang, cái Splash mình đang nói tới đây, còn Splash Thiên Giang là dưới này nha các bạn nha. Các bạn thấy thú vị thì cho mình một subscribe và nhấn cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha.